Bá phụ, hôm nay ta chính thức thưa chuyện cưới xin với người. Mong người có thể suy xét hôn sự của ta và Tăng Kỳ. Trác Văn Diễn huynh điên rồi hả? Tử Giám. Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử. 订酒店就同城，安心预订，退改无忧。同城旅行邀您观看，桌子间来了个女弟子。 Tập 20. Công tử, tiểu nhân lấy danh sách bổ nhiệm mà người cần rồi đây. Thông báo Trác Văn Diễn phong làm lại bộ thị lang. Tên này bình thường chơi bời trác tán, không ngờ lại đổ cao như vậy, đúng là không đơn giản. Mạnh Trúc phong làm tu soạn điện tập anh. Ông Ngọc Thạch phong làm, hình như Tang tiểu thư. Ta sớm đã dự đoán được nàng ấy sẽ không được bổ nhiệm. Quốc Tử Giám. Hôm nay mọi người có thể ăn uống thỏa thích. Ta đã chuẩn bị cho mọi người rượu trái cây không dễ say. Cũng đã nói trước với Phùng tiến sĩ rồi. Vì thế, thầy ấy sẽ không đột ngột xuất hiện để phạt các trò đâu. Mời Tư Nghiệp. Nào, ngồi đi. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy, Trác huynh. Huynh đổ đầu bảng, lại được bổ nhiệm làm lại thị bộ lang. Lần này đúng là phất rồi. Nói thế nào ấy nhỉ? Giàu thì nhớ bạn, giàu sang chớ quên bạn. Thảo nào huynh không đổ. Mặc kệ đi, ta ôm chặt chân Trác huynh trước. Sau này đừng bay tuột đi, rồi không quen biết người bạn cũ như ta đây. Đâu có, mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn. Sau này Trác mỗ vẫn cần mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Khiêm tốn quá. Nói đi cũng phải nói lại, trình độ dạy học năm nay của Yến Tư Nghiệp cực kỳ tốt. Nghe nói lại đến phủ Tang Thái Quý cầu hôn. Năm nay cả sự nghiệp và tình yêu đều thành công rồi. Chẳng phải không cầu hôn thành công sao? Vậy nếu đã không cầu hôn thành công thì chưa đâu vào đâu mà. Cho dù thành công cũng có thể hủy bỏ hôn ước. Cho dù thành thân, chẳng phải cũng có thể hòa ly sao? Vì thế rượu có thể rót đầy, nhưng lời đừng nói quá chắc chắn. Được rồi, Trác huynh. Ăn cơm.
Diêm Diễm, cậu có gặp Tăng Kỳ không? Mượn rượu giải sầu à? Nhưng uống rượu này không say đâu. Ta không giải sầu, ta đang lấy can đảm. Khó khăn lắm mới mượn có chút mừng tên bản bổ nhiệm chạy ra đây. Tư Nghiệp, chi bằng thầy yểm trợ ta đến phủ Thái Quý tìm Liên Phiên đi. Có phải trò từng hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho Liên Phiên không? Vậy thì trò nên suy nghĩ kỹ lại tất cả mọi chuyện, đồng thời giữ vững lòng mình. Nhưng uống rượu thì thôi đi, uống rượu không giải quyết được vấn đề đâu. Diêm Diễm, có ổn không đấy? Mới uống bao nhiêu mà đã rủ rượi thế này? Tống Lạc Thiên, huynh đúng là vô tư thật đấy. Lầm ầm lầm ỉ, huynh tưởng mình là Trạng Nguyên sao? Thì rớt bạn uống no say vậy. Cứ chờ mà xem, chẳng phải huynh thi vào phủ kinh triệu gì đó sao? Tương lai cũng chưa biết ai sách dài cho ai đâu. Tiểu thư, em không sao đâu. Hôm nay là ngày trọng đại giáng bản bổ nhiệm, em sẽ không làm người mất hứng đâu. Em cũng rất vui mà. Nói kiểu gì vậy? Không vui là không vui, tỷ tỷ ta tự có cách khiến em vui. Hôm nay quốc tử giám đãi tiệc, đợi chúng ta xem bản xong thì ta sẽ dẫn em đi ăn uống ngon lành, được không? Tiểu thư có chuyện tốt mà, sao lại chúc mừng em chứ? Bởi vì em là muội muội của ta, tam tiểu thư của Tang gia, tất nhiên phải chúc mừng muội rồi. Đi thôi. Tiểu thư, thảo nào thiếu gia cứ mong ngóng để người đi học ở quốc tử giám. Em vừa vào đây đã cảm giác nơi này rất khác biệt. Thế nào, có phải cũng muốn đến quốc tử giám học không? Tiểu thư, người đừng cười em nữa. Em có thân phận gì đâu, cũng chỉ có thể đọc hiểu tiểu thuyết, đâu thể đến đây học được. Em biết chữ còn ít à? Tóm lại, ta ngày càng vững tin rằng nữ đệ tử trong quốc tử giám sẽ ngày càng nhiều, kể cả em. Đi thôi. Lần bổ nhiệm này sao không nhìn thấy tên của Tăng Kỳ nhỉ? Hoàng thượng dung túng cho cô ta vào đây học đã là tốt lắm rồi, lẽ nào còn phải tiếp tục dung túng cho cô ta làm quan? Đúng thế, phải. Xem ra cho dù học hành được đề tên bảng vàng, nữ tử vẫn chỉ có thể về nhà an phận giúp chồng dạy con, biết vài chữ để ghi sổ sách là đủ rồi. Đúng thế, đúng. Ta nghe nói Tư Nghiệp đến phủ Thái Quý hỏi cưới đấy. Diêm Tiểu Lan và nha hoàng bên cạnh cô ấy cũng yêu nhau đấy. Tài à, sớm đã đoán được chuyện này rồi. Ngay từ đầu Tang gia đã có ý đồ khác rồi mà. Nói đúng đấy, công môn đang hộ đối chẳng xứng gì cả. Thì ra là vậy. Liên Phiên, chúng ta đi. A Kỳ, nàng đến rồi. Mọi người cũng đến rồi. Đệ tử chưa thể lấy được công danh, không còn mặt mũi gặp Tư Nghiệp, tuyệt đối đừng nản lòng. Nàng đã chứng minh được bản thân rồi. Sao giờ cô mới tới? Chuyện gì vậy? Sao ta vừa mới đến mọi người ủ rũ hết thế? Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình nhận được sự bổ nhiệm, phải vừa mới đúng chứ? Cô cũng được đề tên bản vàng nhưng lại chưa được bổ nhiệm. Có điều bách tính cả thành Biện Kinh đều nhìn thấy rõ ràng thành tích của cô. Chuyện này không công bằng. Đúng thế, những người không đỗ cao bằng cô cũng có chức quan. Chuyện này phải có lời giải thích mới được. Tang Kỳ, ít nhất cô còn được đề tên bảng vàng. Ta thì sao? Ta còn phải học thêm một năm nữa. Quách Thành Quân, chẳng phải huynh nói uống rượu trái cây không sai sao? Không sai, không sai, không sai. Rượu không sai nhưng người tự sai. Đi thôi, cho qua một chút. Từ từ thôi, một năm đấy. Được rồi, mọi người cũng không cần an ủi ta đâu. Trong lòng ta đã có quyết định rồi. Tang Kỳ ta sẽ không buông xuôi đâu. Có điều mọi người cũng nói rất đúng. Nếu thành tích của ta đã được đề tên bảng vàng thì ta cũng phải có được cơ hội giống như mọi người, đúng không?
Cô có khí phách thật đấy. Triều ta còn chưa có tiền lệ nữ tử làm quan đâu. Ta có thể trở thành nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám. Ta cũng có thể trở thành nữ quan đầu tiên của triều ta. Đúng vậy, Tăng Kỳ. Ta sẽ tiếp tục ủng hộ nàng, đồng thời giúp nàng lấy được chức quan thuộc về nàng. A Kỳ, chúng ta quen biết nhiều năm, ta cũng nhất định sẽ ủng hộ cô. Hơn nữa ta sắp nhậm chức lại bộ rồi, sau đó ta sẽ có biện pháp và con đường tốt hơn. Đa tạ. Trác Văn Diễn, thầy phải nhắc nhở trò một câu. Trò còn chưa nhậm chức lại bộ, là một người mới vừa bước vào quan trường, trước tiên trò nên suy nghĩ làm sao làm tốt bổn phận của mình đã. Tư nghiệp Quốc Tử Giám quan chức không lớn, quyền lực cũng không lớn, trong tương lai cơ hội và tiền đồ còn không bằng ta. Không sao. Trác Văn Diễn, thầy phải đa tạ trò đã tốt bụng nhắc nhở. Nhưng chuyện giúp Tăng Kỳ, có ta là đủ rồi. Đi thôi. Dinh Tiểu Lan, ta uống sai rồi sao? Đau, đau, đau. Hôm đó mẫu thân ta nói như thế, chắc chắn trong lòng nàng buồn lắm. Ta về nhà đã nói chuyện với mẫu thân rồi, tuy bà ấy vẫn không đồng ý cho ta cưới nàng. Diêm Tiểu Lan, hay chúng ta bỏ đi. Quả nhiên nàng vẫn đang giận. Ta sẽ trấn an được tâm trạng của mẫu thân sớm thôi. Đợi ta được không? Vậy nếu Diêm phu nhân mãi không đồng ý thì sao? Chàng sẽ buông tay trước chứ? Diêm Diễm ta dù có chết cũng không buông tay. Cả đời ta chỉ muốn có được một mình Liên Phiên. A Kỳ, đang nghĩ gì vậy? Chuyện bổ nhiệm hay là chuyện của Diêm Diễm và Liên Viên? Ta cho rằng chỉ cần vào được Quốc Tử Giám và cố gắng học tập là có thể thay đổi một số quan điểm của người đời với nữ tử. Chỉ là không ngờ cố gắng như vậy cuối cùng vẫn bị người ta khống chế, đề tên bản vàng nhưng lại không được ban chức quan. Liên Phiên tốt như vậy vẫn bị Diêm phu nhân hùng hổ hăm dọa. A Kỳ, nếu nàng được ban chức quan thì nàng muốn làm gì nhất? Ta muốn về Quốc Tử Giám. Ta đã nghĩ rất lâu. Từ khi vào Quốc Tử Giám, quen biết chàng, quen biết mọi người, đến nay mỗi người nhận lấy chức quan của mình, hình như ta mới thực sự hiểu được tại sao ca ca muốn để ta vào Quốc Tử Giám học tập, thi lấy công danh. Có thể huynh ấy sớm đã dự đoán được kết quả thế này, vì vậy huynh ấy mới hy vọng ta có thể thay nữ tử thiên hạ giành lấy cơ hội này. Nếu ta có thể về Quốc Tử Giám tiếp tục giáo dục dạy dỗ, à không, chỉ cần có được một chức vụ rất nhỏ trong Quốc Tử Giám, vậy cũng là rất có ý nghĩa rồi. Thế thì sẽ không phụ kỳ vọng của ca ca. A Kỳ, Yến Dương Chi ta, cho dù liều cả thân phận tư nghiệp Quốc Tử Giám, cũng nhất định sẽ giúp nàng lấy được công danh. Ta đã nói phải làm đồng liêu với chàng rồi. Người nghiêm khắc như chàng, sao không phản đối vài câu? Nếu nàng có thể ở lại Quốc Tử Giám, vậy đã là tấm gương tốt nhất của nữ tử và học phủ học tập. Có sức nặng hơn cả việc ta la hét hàng cả giọng nhiều. Đi thôi.
Phủ Thái Quý. Ta về đây, mau về nghỉ ngơi đi. Mau về đi. Bạch Thời, ngày mai ta phải vào cung. Không hỏi cưới nữa à? Phải đến chỗ hoàng thượng tìm một lời giải thích về chuyện bổ nhiệm của Tăng Kỳ đã. Nếu hỏi cưới trước thì mọi người sẽ biết Tăng Kỳ là hôn thê của ta. Đến lúc đó lại có người nói ra nói vào, bảo là Tăng Kỳ đi cửa sau mới có thể ở lại Quốc Tử Giám nữa. Không thể để nàng ấy chịu sức ép như vậy. Công tử đúng là suy nghĩ chu đáo. Yến Dân Chi, có thần. Hôm nay khanh đặc biệt vào cung, không phải để biểu diễn cho trẫm xem cọc gỗ trông thế nào đấy chứ? Thần đang suy xét một chuyện. Chuyện này liên quan đến uy danh của hoàng thượng ở nhân gian. Thần muốn san sẻ một phần áp lực với hoàng thượng. Thần hy vọng hoàng thượng có thể giao việc này cho thần đi hoàn thành. Trong khanh chần chừ như vậy, sao trẫm lại thấy không tin tưởng lắm? Có chuyện quan trọng gì thì cứ nói ra đi. Thần cầu xin hoàng thượng ban cho Tăng Kỳ một chức quan. Chỉ là việc này thôi sao? Việc này có thể ảnh hưởng tới hình tượng của trẫm sao? Thứ nhất, Tăng Kỳ quả thực đã đề tên bản vàng, về tình về lý đều có thể được ban một chức quan phục vụ cho triều đình. Thứ hai, Tăng Kỳ mở ra tiền lệ nữ tử đi học ở Quốc Tử Giám, người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Nếu có thể làm việc này cho trót để Tăng Kỳ trở thành một nữ quan, vậy hoàng thượng cổ vũ giáo dục, chẳng phải sẽ trở thành một truyền kỳ sao? Khanh nói thì hay đấy, nhưng khanh có biết nữ tử làm quan sẽ dấy lên dị nghị cực lớn không? Vậy khanh nói xem, gánh trách nhiệm cho trẫm là thế nào? Quốc Tử Giám đang thiếu chức vụ điển tịch, không lớn không nhỏ, vừa khéo thích hợp với Tăng Kỳ. Nếu có người phản đối, vậy thần như là sư trưởng của Tăng Kỳ, lại là cấp trên của cô ấy, tất cả mâu thuẫn sẽ nhằm vào thần. Vậy thì chẳng có liên quan gì đến hoàng thượng. Nếu như vậy, hoàng thượng vừa bảo vệ được sự công chính của khoa cử, vừa dẹp yên dư luận trong dân gian, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Điển tịch Quốc Tử Giám à? Rất tốt. Vì phúc của bách tính thiên hạ, nay ban chức điển tịch Quốc Tử Giám. Yến Dân Chi, nếu trẫm chính là người giữ ý kiến phản đối thì sao? Chẳng phải vừa rồi hoàng thượng đã viết xong bổ nhiệm của Tăng Kỳ rồi sao? Ban chức điển tịch Quốc Tử Giám. Khanh đang cho trẫm uống bùa mê thuốc lú đúng không? Thần không dám, còn không dám. Trẫm thấy khanh rất to gan đấy, thần không dám. Công tử, Bạch Thời, thay đồ cho ta. Đến Tăng Phủ. Xem ra công tử có tin tốt, muốn báo cho Tăng Kỳ tiểu thư rồi. Cẩn thận. Lan Cơ đến khi nào vậy? Công tử, tiểu nhân hỏi người hầu rồi. Tôi tiểu thư thường đến thăm phu nhân khi công tử ra ngoài, vừa đến là ngồi cả buổi trời, còn cười nói rất vui vẻ nữa. Người xem,
Có cần đi chào hỏi không? Thất Lan, Thất Lan, ta hỏi con chuyện quan trọng như hỏi cưới, vì sao không báo với người trong nhà? Đúng là loạn hết phép tắc. Con muốn sắp đặt hôn sự của mình thế nào, trước đây con đã nói rất rõ. Chỉ có điều không theo ý mọi người, mọi người làm lơ mà thôi. Không cho phép con làm bừa như thế. Ta nói cho con biết, chúng ta sẽ không đồng ý cho con lấy Tăng Kỳ đâu. Không đồng ý, vậy thì con ra tự lập. Con... Công tử, người làm thế có phô bày quá không? Tình tốt hiện rõ trên mặt. Tàng tiểu thư vừa nhìn là nhận ra ngay. Đúng, người nói phải. Vậy thì ta giả vờ việc không thành để nàng ấy thất vọng trước, rồi cho một bất ngờ sao? Ý kiến này hay. Tiểu thư, mau nếm thử bánh em vừa làm đi. Được. Mộc Ngôn Đình. A Kỳ, tư nghiệp sao thế? Cảm giác tâm trạng không vui. Xin lỗi, việc để nàng nhậm chức điển tịch, ta không thể lo được giúp nàng, làm ta hết hồn. Ta tưởng chàng đang có việc gì. Việc này đã giải quyết rồi. Quá ra nàng đã biết hết rồi. Đúng vậy, may nhờ Trác Văn Diễn, nhờ bên lại bộ chuyển lời qua, giờ ta đã là điển tịch của Quốc Tử Giám, là đồng liêu với Tư Nghiệp rồi. Trác Văn Diễn. Đúng thế, rõ ấy với nàng. Tư Nghiệp, việc này chúng ta không giành công nữa. Dù gì Tăng Kỳ vui mới là quan trọng nhất. Hôm đó ta còn nghe Tư Nghiệp nói, huynh vừa nhậm chức lại bộ, đã đi điều tiết việc này có phần không thỏa đáng. Nhưng sao hôm nay lại nhanh thế? Ta không bao giờ màng danh lợi với A Kỳ, cũng không bao giờ mưu cầu điều gì. Ngàn vàng cũng khó đổi lấy một nụ cười của Tăng Kỳ. Chúng ta là huynh đệ nhiều năm, huynh đừng nói những lời này. Nói những lời này ta dễ bị buồn nôn. Tư Nghiệp, ngồi đi. Không sao, không ngồi nữa. Ta đến để nói cho nàng việc này. Nếu việc đã lo liệu ổn thỏa thì ta đi trước đây. Chàng vừa đến đã định đi à? Ta còn có việc. Đúng là bất ngờ. Lan Cơ, nghe nói dạo này cô hay đến thăm mẹ ta, vậy mà cũng không báo cho ta một tiếng. Có lòng rồi, ta cũng chỉ rảnh rỗi không biết đi đâu thôi. Vậy thì đúng lúc, ta muốn nói với cô vài lời. Ta cũng lâu rồi không tán gẫu với Dân Chi, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện nhé. Công tử, tiểu thư. Lan Cơ, cô nhiều lần đến thăm mẹ ta, lẽ nào thực sự chỉ đơn thuần là tán gẫu cùng bà ấy? Dân Chi để bụng chuyện ta nói với Yến Bá Mẫu, việc huynh hỏi cưới Tăng Kỳ sao? Bá Mẫu chắc đã ngăn cản huynh phải không? Ta nghiêm túc với việc này, cho dù ai nhúng tay vào, ai ngăn cản cũng vô ích. Huynh lo nghĩ nhiều rồi. Nói thật với lòng mình, từ giây phút ta biết huynh hỏi cưới thì ta đã bỏ cuộc rồi. Chỉ là với tư cách bạn bè, cách làm của huynh quả thực khiến ta hơi lo lắng. Huynh một mình đường đột đi hỏi cưới, chắc chắn không lo hết lễ nghi chu toàn. Nhà cô ấy
Không thân quen thông cảm cho huynh như nhà ta, Tang Thái Quý sẽ không chấp nhận đâu. Thành hôn trước nay chú trọng tam thư lục lễ, huynh không những phải đem thiệp bát tự, còn phải viết thư cầu hôn. Nếu không thì sẽ thấy quá qua loa cẩu thả. Đa tạ Lan Cơ nhắc nhở. Phải rồi, ta còn chuẩn bị ít điểm tâm cho bá mẫu, để quên trên xe ngựa rồi. Bạch Thời, ngươi đi giúp dân viên một tay lấy đồ xuống. Bạch Thời, tiểu thư. Vậy công tử à, tiểu nhân nên đi theo lấy hay là... Đi đi, đi mau rồi về. Dân Dân Chi, huynh không cần nôn nóng quá. Dù gì đây cũng là đại sự cả đời huynh. Hai ta là bạn bè lâu năm, nếu có chỗ nào ta có thể giúp được thì mong Dân Chi có thể buông bỏ đề phòng, cứ việc nói với ta. Được, nhất định. Chỉ là nghe nói Tang Thái Quý đã từ chối huynh một lần, lần tới có chắc chắn không? Một lần không được thì đến nhiều lần, đến khi nào ngài ấy đồng ý thì thôi. Bạch Thời, Tư Nghiệp có ở trong phủ không? Tư Nghiệp có. Văn Viên, nhưng mà Lan Cơ ở trong phủ. Cô ấy đến rồi à? A Kỳ, sao Lan Cơ lại đến phủ vậy? Ta rảnh không có việc gì, đến trò chuyện cùng bá mẫu. Vậy sau này khi trò chuyện cùng bá mẫu, Lan Cơ có thể dẫn ta đi cùng không? A Kỳ, nàng đến lâu rồi à? Không, đang định đi về. Vậy ta đưa nàng về. Không cần đâu. Lan Cơ, có phải cô đang định đi về không? Hay là tiện đường cho ta đi nhờ? Vừa khéo ta có thể nói chuyện cùng Lan Cơ trên xe. Không hề gì, cùng lên xe đi. Đa tạ. Vừa nãy ngươi đã nói gì? Nói ra thì ta nên xin lỗi Lan Cơ. Ta hiểu tình cảm Lan Cơ dành cho Tư Nghiệp. Có điều chắc Lan Cơ cũng biết, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng rõ ràng ta quen biết Dân Chi trước, tình yêu không phân biệt trước sao? Không phải sao? Phủ Thái Quý, A Kỳ. A Kỳ, ta biết hôm nay nàng nhìn thấy ta và Tô Dễ Ngữ ở bên nhau, nàng đừng hiểu lầm. Cô ấy đến tìm mẫu thân ta, giữa bọn ta không có chuyện gì hết. Dáng vẻ chàng lúc này
Giống như ta lúc thi, rõ ràng đã viết đáp án đúng lại gạch đi. Đúng, phải. Ta đã kiểm điểm bản thân nhiều lần, ta sai rồi. Đây là đáp án chính xác rồi chứ. Yến Dương Chi. Ừ. Sau này chàng không được ở riêng với bất kỳ nữ nhân nào. Đương nhiên rồi, ta bảo đảm. A Kỳ, hôm nay ta mong nàng sớm về phủ nghỉ ngơi, vì ngày mai còn cần phiền nàng dậy sớm. Dậy sớm. Tang Thế Quý, lần trước do giảng bối lỗ mãn, thiếu suy nghĩ về mặt lễ nghi. Lần này ta đã viết một bức thư cầu hôn, xính lễ mang tới cũng đầy đủ hơn lần trước. Mong Tang Thế Quý nghiêm túc suy xét, giao hạnh phúc cả đời của Tang Kỳ cho ta chăm sóc. Dạ, lần này đã được rồi chứ. Ta đang nghĩ, việc quan trọng thế này sao có thể dễ dàng quyết định thế được. Nếu Tang Thế Quý thấy thiếu sót gì thì cứ nói ra, ta sẽ đi làm ngay. Cha, nếu cha mà không lấy thì con lấy nhé. Khoan đã, ta không đến muộn chứ. Xem ra Tư Nghiệp cũng đã chọn ngày tốt lành hôm nay. Bá phụ, hôm nay ta chính thức thưa chuyện cưới xin với người. Mong người có thể suy xét hôn sự của ta và Tang Kỳ. Các dân diễn huynh điên rồi hả? Đây là quyết định nghiêm túc nhất ta từng đưa ra. Huynh... Xem ra A Kỳ nhà ta cũng có sức hút lắm. Ta còn thấy lạ, vì quan trọng thế này sao cậu không đến trước tiên? Đến tốt lắm, ta đánh giá cao cậu đấy. Cha, khoan đã. Bá phụ, hẳn người sớm đã biết ta và A Kỳ đã kết tình duyên. Giờ người sẽ không ghép đôi bừa chứ? Chỉ là bá phụ tinh tế nhận ra ta và Tang Kỳ thanh mai trúc mã. Sự thấu hiểu và quan tâm của ta dành cho Tang Kỳ chỉ nhiều chứ không ít hơn thầy. Rồi đã hỏi ý kiến của A Kỳ chưa? Chắc văn diễn, ta luôn đối xử với huynh như là người bạn thân nhất. Quan hệ giữa chúng ta cũng luôn rạch rồi. Ta và Tư Nghiệp đến với nhau thế nào huynh cũng trông thấy rồi. Vì sao phải làm chuyện hôm nay? Huynh mau về đi. Đi đi. A Kỳ, ta biết cô và Tư Nghiệp yêu thương nhau. Có điều ta cũng có cơ hội phấn đấu cho hạnh phúc đời mình, đúng chứ? Huống hồ ta cho rằng bá phụ nghiêng về phía ta hơn. Hôn nhân đại sự nên nghe theo lời cha mẹ. Hôn sự của ta, ta tự làm chủ. A Kỳ, nếu đã thế thì quyết định theo quy tắc cũ của Tang gia. Được. Hôn nhân đại sự không phải trò trẻ con. Cha đừng trách con gái cha bắt nạt người già. A Kỳ, cha con là bảo đao chưa già. A Kỳ, A Kỳ, nàng đừng làm bừa. Tang Thái Quý, A Kỳ, hai người đang làm gì vậy? Hai cha con ta quay đi quay lại ở đây là ra làm sao? Việc này phải để cho hai cậu làm. Hai cậu đấu võ kén rễ, ai thắng thì người đó cưới A Kỳ. Cha,
Con đã nói rồi, hôn sự của con tự con làm chủ. Cha kén gì mà kén? Chỉ cần là tan gia thì do ta định đoạt. Ta đặt ra quy tắc. Cha, việc này nghe theo ta. Thế nào hai vị? Các cậu có dám lên sàn đấu không? Có gì mà không dám? Chào mừng mọi người tham gia đại hội đấu võ kén rể của Tam phủ. Hy vọng các công tử trẻ tuổi hăng hái tham gia. Chào mừng mọi người tham gia đại hội đấu võ kén rể của Tam phủ. Hy vọng các công tử trẻ tuổi hăng hái tham gia. Yên tâm đi. Hôm nay tang gia ta dựng sàn đấu tại đây có hai việc lớn muốn nói cho người dân cả thành Biện Kinh. Một là tang gia ta có thêm một tiểu thư, chính là nghĩa tử ta mới nhận, Liên Phiên. Hay lắm, hay lắm. Việc lớn thứ hai đó là tang gia ta tổ chức đấu võ kén rể ngay tại nơi này. Mọi người vừa có thể là người tham gia, cũng có thể là người chứng kiến. Tang gia ta không xét đến dòng dõi, không so đo thân phận. Chỉ cần là nam nhi chưa thành thân, tuổi tác phù hợp, phẩm hạnh lương thiện, chỉ cần có thể đứng vững trên sàn đấu này thì có thể hỏi cưới nhị tiểu thư Tang Kỳ. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Hay, hay lắm, hay. Công tử, Tang Thái Quý chẳng phải đã nói người và chắc văn diễn đấu võ riêng ư? Sao giờ lại thành người trẻ tuổi trong thành đều có thể lên sàn đấu vậy? Tang Thái Quý nói thế mới là chu toàn nhất. Nếu thực sự chỉ có hai người là ta và chắc văn diễn lên sàn đấu, tuy là đấu võ công bằng, nhưng bao nhiêu người dân nhìn vào khó tránh khỏi bàn tán về Tang gia, khiến cho hai nhà bất hòa, đắc tội với người ta. Nói thế thì cũng đúng thật. Với lại ta biết Tang gia nhiều đời học võ, đóng quân biên cương nhiều năm, luôn hướng về kẻ mạnh. Nếu ta còn không hạ được những người khác thì làm sao lật được vào mắt Tang Thái Quý? Chàng không cần khởi động à? Ta không cần. Vậy chàng phải nhớ, sau khi lên sàn phải bảo trọng, nhất định đừng để bị thương. Ta không muốn nhìn thấy mặt chàng xây xác đâu. Nàng yên tâm đi, nàng đã gọi ta là sư huynh rồi. Trác Văn Diễn dĩ nhiên thua kém ta, nàng cứ chờ trở thành nương tử của ta đi. Bá phụ, ta nhất định sẽ thắng trận đấu võ này. Ta tuyệt đối sẽ không để cho Yến Dân Chi cướp Tang Kỳ đi mất. Tuy là trận đấu võ kén rể do ta tổ chức, nhưng chủ ý của ta là không muốn đối đầu với con gái ta. Ta cho cậu và Yến Dân Chi một cơ hội bày tỏ quyết tâm cưới A Kỳ. Hạnh phúc của mỗi người các cậu đều nằm trong tay mình. Được thì liều mạng, không được thì chấp nhận số phận. Vâng. Trác Văn Diễn, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, bây giờ đi vẫn còn kịp. A Kỳ, nếu khuyên ta rút lui thì cô đừng nói nữa. Ta không phải loại người chưa bắt đầu đã bỏ cuộc. A Kỳ, cô có thể không chọn ta, cô cũng có thể tiếp tục chọn Yến Dân Chi, nhưng cô không thể ngăn cản ta tiếp tục theo đuổi cô, hỏi cưới cô. Trác Văn Diễn, huynh với ta là bạn thân lâu năm, ta thật sự không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau trên sàn đấu này. Ta không muốn chỉ nói suông cho xong việc, ta phải hành động. Ta chắc chắn sẽ lên sàn đấu. Tránh ra, tránh ra. Làm gì vậy? Lùi ra sao? Tang Kỳ, cô thật là quá đáng. Dám để cho Yến Dân Chi đánh nhau với người khác vì cô. Nếu huynh ấy mà bị thương, ta tuyệt đối không tha cho cô. Tống tiểu thư, hôm nay ăn mặc kiều diễm thế này, nhất định là đến để lấn át ta. Có điều mùi hương trên người cô quả thực là hơi nồng nặc quá. Cô dùng hết toàn bộ hương liệu của cửa hàng hương liệu đấy à? Đó là do cô không biết thưởng thức. Đây là hương liệu hiếm mà cha ta nhờ người dẫn chuyển đến đó. Biện Kinh chỉ có mình ta có. Có lẽ tại ta quá kém hiểu biết, quả thực chưa bao giờ ngửi thấy hương liệu nồng thế này. Kỳ lạ ghê.
Hôm nay đông đủ thế này, sao Diêm Tiểu Lan không đến? Cô đừng quạt nữa được không? Xem ra không ai dám lên. Nếu không có ai lên thì ta để cho hai cậu này đấu chung kết. Ai mà thắng thì người đó được cưới Tang Kỳ nhà ta. Tống gia, Tống Lạc Thiên được này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.